ở xóm Củi. Dạ. Gần cái cô Hiền bên đây nè. Dạ. Đó, cô Hiền bên đây ở cùng xóm với con dâu tôi. Phải dạ? Ờ, tới chừng cái gì? Tới giờ bà đi đâu á bà? Đám cá. Hai cái điện thoại ạ, à? Nhiều cái. Tới tới dạ. Chỗ á. À đúng rồi, à, dạ. ông còn nói gì nè. Ông chở nó về rồi, ông nói ấy muốn đi ấy phi. Tôi đã say lắm rồi với Thuyền Nguyên à, này. Hai cái luôn á, hai cái kịp chở bà xã về mà thôi để người ta ấy chút đi. Thế rồi với Thuyền Nguyên mẹ tối ngày sáng đêm cũng ngủ được, bệnh riết cùng mẹ. Có hát sáng tác bài nhạc nào được không bà? Dạ. Bà có sáng tác bài hát nào? Dạ có. Bà tặng con bài ha. Có sáng tác nhạc nhưng mà không có nhớ nhiều. Dạ. Nhớ khúc khúc được. À. Dạ. 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 Khúc à, dạ. Vô đây thăm mấy bà lão lấy cái lọc sau này, cảm ơn cô chú. Dạ. Dạ. Con chúc bà nhiều sức khỏe ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn. 86 tuổi rồi có làm. Điểm đó mà các con đến chùa thầy á, thì các con cũng sẽ thương thôi. Tại vì á, thầy nuôi chú Tiểu mồ côi á, 40-50 chú mà không có nhà. Thường là tụi thầy á, ở ké trong mấy cái mộ của những nhà giàu mà người ta xây lớn á. Tại vì cái chùa của thầy trên núi bị di dời xuống dưới này với cái lý do là xây trái phép. Nhưng thực ra thì lúc đó thầy còn quá trẻ mà thầy nuôi chú Tiểu á, nhà nước người ta không có tin. Người ta không có tin là thầy làm điều thiện. Mà họ nghe ngóng, nhiều người họ tố nói thầy chỉ nuôi mấy đứa xì ke, ma túy, hoặc là thành phần bất hảo của xã hội, như đệ tử của anh Năm Cam rồi vậy đó. Cho nên là thì họ di dời thầy đi. Nói di dời cho nó đẹp chứ thật ra là cái chùa bị đập và đuổi đi. Cái thầy dẫn mấy chú đi lang thang nhiều chỗ lắm mà không có cái chỗ nào để cư trú được vì không có ai nhận hết á. Thế cuối cùng là thầy về một cái nghĩa địa, thầy ở tạm đó. Thì bà con bá tánh người ta biết được, người ta tới người ta cho thầy gạo mì và tịnh tài để từ từ xây dựng thành một cái cơ sở giống như hôm nay mà các bạn Phật tử đến thăm á. Trong chùa thì đa phần là cha mẹ là không còn ở với nhau nữa, cho nên là đem vô chùa cho chùa. Hơn nữa là có những em nó vùng dại thì nó không bảo vệ được, nó đem vào chùa. Cũng có vài em là thầy nhận từ bệnh viện thì đem về, nhưng mà 7 năm nay thì thầy không có nhận nữa. Thì đây là cái tâm hạnh của thầy. Thầy làm từ năm thầy 19 tuổi đến giờ. Thì nay thầy 50-51 tuổi rồi, thì cũng tính ra cũng hơn 30 năm á. Cho còn tròn tròn là 30 năm thầy làm việc này. Thì có một điều mà sư thầy kinh nghiệm là các chú Tiểu nó không có vui, nó không có hạnh phúc khi mà gặp những đứa trẻ cỡ tuổi nó như thế này mà tặng quà cho nó. Có đôi khi thầy cũng không biết dùng từ như thế nào để giải bày cho Phật tử hiểu về cái cảm nhận này. Nhưng mà từ lúc mà thầy nuôi các cháu đến giờ thì thầy chưa bao giờ đem các cháu ra để mà thầy kêu gọi. Và đối với nhà trường thầy cũng chưa bao giờ xin giảm học phí. Vì thầy sợ nhất là cái cảnh mà người ta kêu gọi các cháu lên cho rằng các cháu mồ côi. Thì một lần mà cô giáo mà gọi em này nó mồ côi cho nên giảm này giảm kia, thì thầy cho rằng đó cũng như là một lần nữa thêm nỗi đau vào cho lòng của cháu. Một nỗi đau đó nó còn đau hơn là mình lấy kim châm mình châm vào lòng cho vào người mình. Tại vì cái nỗi đau mà mất cha mất mẹ hoặc là không có nhà cửa, không có người nuôi, thì cái đó là nó mang đi hết một đời người, nó không có cái gì là hạnh diện. Cho nên thầy là đóng tiền trường cho các cháu, tiền bá tánh cúng dường tam bảo thầy dành dụm thầy đóng hết, thầy không có xin nhà trường giảm. Thầy thấy có mấy vị kia nuôi vài chú cũng tới nhà trường xin giảm, nhà trường họ phiền lắm. Và ở trong chùa thì
bá tánh đi chùa cúng dường á, cái rồi thầy nuôi dưỡng các em như một gia đình thôi. Trưa ăn cơm thì thầy trò ngồi với nhau ăn cơm, và các em đến trường giống như bao nhiêu người. Vì có một lần đó một gia đình đến mua bánh, rồi cũng muốn khiến thiện cho con của mình, cho nên dẫn hai đứa con của mình đến rồi nhờ nhà chùa mình cho các em đứng xếp hàng để tặng cho mỗi em một cái bánh. Thì mấy cái em mà con của thí chủ thì nó rất là vui, tại vì nó tặng quà cho mấy bạn trong chùa nó vui. Nhưng mà trong các em thì có một đứa bé nó gục mặt xuống nó khóc. Thầy không có hỏi nữa, nhưng mà thầy hiểu được. Nên từ đó về sau thì thầy bắt đầu dẫn các em đi tắm biển. Tức là hôm đó là gia đình dẫn hai đứa con đi tắm biển. Xong rồi vì muốn cho hai đứa con làm việc nghĩa, việc thiện, muốn cho con của mình lớn lên nên người, biết thương người nghèo. Và hơn nữa là cái ông cha mới nói đứa con rằng là đó, con thấy không, mấy em nó ở chùa nó thiếu ăn thiếu mặc, nó khổ đó, còn con ở nhà con sướng. Thì cũng muốn nhân cái hình ảnh trong chùa, muốn dạy cho các con của mình trân trọng sự sống. Thì mới nói là hôm nay con dẫn mấy con đi tắm biển. Thì thầy mới nhìn các em trong chùa, thầy thấy thương quá. Nó cũng là một kiếp sống nhưng mà nó bạc phước hơn. Cho nên cuối tuần là thầy hay dẫn mấy cháu đi tắm biển. Thầy ngồi thì giữ quần áo cho nó tắm. Dạ. Nhưng mà cũng chính vì cái sự mà non dạy đó của thầy, thì vào năm 2015 thì trong một lần tắm biển á, thì thầy có một đứa nó đang học đại học, nó về thì nó bị đắm nước nó chết đi. Và từ năm 15 đến giờ thì thầy mới không dẫn đi tắm biển nữa. Nhưng mà sở dĩ thì dẫn đi tắm biển là bởi vì thầy muốn các cháu ở trong chùa nó cũng được hạnh phúc. Nó cũng được hạnh phúc. Cho nên là khi mà mình đến mình thăm các cháu ở trong chùa thì mình đừng có nhìn thẳng vào mặt nó, mình đừng có xích xoa, mình giữ cái tình cảm trong lòng mình thôi, chứ mình đừng có nói tội nghiệp. Đừng có nói rằng là đẹp trai như thế này mà sao tội nghiệp, sao mà ai mà đành lòng đem con vô chùa như thế này. Có cô kia cổ cho 10.000 mà cổ khóc, cô nói trời ơi, mình thì tìm một đứa cháu đứa con không ra, mà ai mà ác đi đẻ rồi đem hết vô cho ông thầy. Rồi nước mắt thì rơi, mà tay cổ thì cổ nắm tay đứa nhỏ rồi cổ ôm vô lòng. Thì cái đứa bé đó, đó suốt một tháng đó, nó ăn cơm là nó khóc à. Nó ngồi nó ăn cơm là nước mắt nó trôi. Thì thầy mới rút kinh nghiệm là những cái lời mà than oán trữ tình cuộc đời á thì lại không có phù hợp với lại những đứa trẻ. Chứ là quý cô có một lần đó, quý cô đến đây quý cô xin hát tặng cho chùa và cho mấy em một bài hát. Thì quý cô lại hát cái bài hát là Dì Ghẻ Con Chồng. Hát với bài hát là mang tính chất nói về những đứa trẻ mồ côi, hay là ca ngợi về cha mẹ. Thì những cái bài hát này lại thêm một lần nữa cho các cháu tuổi thân. Nên thầy cũng vô duyên lắm. Thầy mới nói là cái chị đó là con hãy hát những bài hát vui đi. Ví dụ như con hát những bài hát nào rộn ràng lên, chứ đừng có hát là mấy bài hát mẹ quá đời khi con còn trong nôi, cha bỏ con bơ vơ đi theo người. Thì mình hát như vậy á là mình lại tiếp tục, mình cứ lặp đi lặp lại những cái quá khứ đau lòng của những đứa trẻ mà mình thương nó, thì đừng có khơi dậy. Cái thời mà thầy làm chùa trên núi, thầy làm được ở được 6 năm thành một ngôi chùa, thì lúc bấy giờ thầy bị người ta di dời đi. Do thầy nuôi chú tiểu nhiều cho nên
mấy người xấu bụng, thầy dùng là xấu bụng, họ nói thầy là nuôi xì ke ma tí, nuôi đệ tử năm cam, cho nên là bị đánh đuổi đi. Thầy cũng đi lang thang, dẫn 30 chú tiểu đi núi chứa chan gia Lào cũng ở không được, rồi thầy dẫn lên Đắk Lắk cũng ở không được, đi đâu cũng có cơm ăn áo mặc, không ai dám chứa hết. Rồi thầy trở về núi Vinh này, tới một mảnh đất người ta gọi là chỗ suối mơ. Sư ban hồi đó ông cho thầy một miếng đất, thầy cất xong rồi ở được thời gian ông cũng lấy lại. Rồi sau đó thầy dẫn mấy chú tiểu qua bên cái Gò Mã ở, ở được một thời gian rồi thầy mới mua được miếng đất này. Thầy hòa thượng cho thầy một miếng đất này và thầy mua thêm cộng vô, thì lần lượt đến giờ này 12 năm thầy mới có được ngôi chùa này. Trong thời gian đó thầy cũng bắt đầu thấm thía rất nhiều về cái ý nghĩa cuộc đời, cái dằn vặt. Những chú tiểu sống trong chùa của thầy đang tu hành, rồi cũng vì cái lòng ham muốn, vì cái tâm tham muốn dục vọng, rồi cũng bỏ thầy ra đi. Đi lanh hoanh, đi chỗ này chỗ kia tìm cầu mưu sinh, rồi cuối cùng cũng đôi bàn tay trắng, bốn bàn tay không, chẳng có gì hết. Cho nên gọi là bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi từ ở miền Trung rồi vô miền Nam, rồi đi tìm sự sống. Từ cái quê nhà nghèo khổ vô trong đất Sài Gòn, tưởng rằng là thay đổi đời, nhưng đôi lúc vô trong đó lại đi bán vé số, rồi lại ở trong khu nhà ổ chuột, rồi lại đi bán trà đá trên tàu, đi bán hộp vịt lộn trứng cút dưới bến xe, bến phà, rồi đi làm bảo vệ canh đêm. Mà nhiều lúc phà người ta không cho bán, hoặc là đi bán trái cây, đi bán bánh mì, bán vé số ở góc đường, ở xung quanh bệnh viện, thì bảo vệ không cho bán. Rồi cũng vì mưu sinh cho nên gian lận, rồi giành giật, rồi chém giết, rồi đánh đập lẫn nhau. Cho nên á, cuộc sống cũng rất là mỏi mệt. Hồi sư nuôi chú tiểu khoảng được 15 năm á, thì trên Tịnh Xá Ngọc Bích á, có gửi cho sư một đứa bé. Thường kêu nó bằng đen đen, không biết nó tên gì. Nhưng mà nó ở dưới cái ống cống á, ở trong cái bãi biển Vũng Tàu á. Thì những cái đội mà quét dọn cái bãi biển bắt nó, mà nó không có chịu, vì nó từng ở trong cái trại giáo dưỡng nó trốn ra. Thế nên nó ban ngày nó núp ở trong cái ống cống, xong ban đêm thì nó chui ra nó đi xin nó ăn. Nó có một bộ đồ cho nên người của nó nổi sảy lên hôi hám đó. Và lúc nó lên Tịnh Xá Ngọc Bích đó, nó xin cơm thì sư cô thấy thương quá, nên sư cô mới điện báo với sư giúp đỡ và cho người dẫn nó xuống đây. Khi mà nó xuống đây thì nó thấy sư sáng tác nhạc. Năm 06-07 thì sư có sáng tác mấy cái bài như Chú Tiểu Ngây Thơ, Xe Hoa Buồn này nọ đó. Thì có một lần đó nó thấy sư ngồi, sư hát cho cái chú Hiếu đó đàn. Chú Hiếu đó nay đã chết rồi, không còn. Thì nó mới nói gì nè: thầy ơi, thầy sáng tác tặng con bài đi, thì cuộc đời của con cũng khổ lắm, con mẹ con lấy chồng khác, và ông cha dượng đó mỗi lần mà có mẹ con thì ông thể hiện ông thương con lắm, nên mà mẹ con đi làm thì ông ở nhà ông đánh con, ông treo con lên nóc nhà ông đánh, ông cột con lại ông treo lên nóc nhà ông đánh. Nhưng mà con khóc, con nói với mẹ con không có tin, vì lúc nào mà có mẹ con là ông bưng cơm cho con ăn. Và ông nói với mẹ con là ông chăm sóc con tốt, nhưng mà tính con ngang lắm, con tức quá con hất cơm luôn. Và khi con hất cơm như vậy, mẹ con lại nghĩ con là cái kiểu giống như ngang tàn đó, được dưỡng thương mà mày còn làm kiểu này là mẹ con còn đánh con nữa. Và sau cùng là con bỏ nhà con đi. Mẹ con bị cái trường giáo dưỡng họ đưa con vô trong đó, nhưng mà trong đó mấy đứa ở trong đó nó cũng đánh con nữa, nên con cứ lang thang đến Vũng Tàu.
giờ giờ sư cô gửi con lên đây nè, thầy sáng tán cho con một bài hát chứ. Xong lúc đó thầy gục đầu thôi mà biết sáng tác gì, tại thầy là nhạc sĩ tự do mà, dạng giống như hứng lên là làm trong vòng 5 phút là có bài hát, 2 phút là có bài thơ. Trong lòng thầy luôn xuất ra là có thơ liền tại chỗ, mà đôi khi ai đặt làm thơ thầy làm được gì hết trơn, không biết sao kỳ. Nhưng mà khi nó bỏ chùa thì nó đi rồi thì thầy làm cho nó bài hát, và đến giờ này nó vẫn chưa biết thầy bài hát này là sáng tác cho nó. Cách đây một năm thì nó thấy trên Facebook, cái nó nhìn ra thầy, cái nó nhắn tin về, nó nói con chính là đứa bé đó đó. Bây giờ con đã có vợ, con đang ở về miền Bắc đó. Và con luôn luôn nhớ về thầy. Con hứa với thầy là con sẽ sắp xếp về thăm thầy. Sáng hôm nay tự nhiên nhớ lại nó, thì hát tặng nha. Nhiều khi cũng gần 20 năm rồi không hát lại, có khi quên đó. Bài hát là Đứa bé mồ côi. Cha đi đảo thần tiên chẳng bao giờ trở về, mẹ vội lên xe hoa để con thầm cô đơn. Mẹ nào hiểu cho con khi mẹ đi khỏi nhà, giường đánh con mẹ ơi, giường đánh con mẹ ơi. Lòng nào nữa thương con khi mẹ bên trong mới, lòng mẹ cũng xót xa, cũng ưu phiền như con. Biển trời rộng bao nhiêu, con thương mẹ bấy nhiêu, mà đành lòng ra đi, con đau khổ thật nhiều. Từng đêm trên phố vắng, lê gót chân lạc lối, là tìm kiếm mang đêm. Chén cơm xin từng người, bước chân đi từng nhà, là đứa bé mồ côi. Biển trời rộng mênh mông mà không bên không bờ, lạc lối con bơ vơ đi tìm chốn nương thân. Nơi công viên là nhà, biết ai là người thương, mọi người ngắm nhìn con là đứa trẻ vui đời. Trời mưa nắng nhìn con là đứa bé mồ côi. Cha đi đảo thần tiên chẳng bao giờ trở về, mẹ vội lên xe hoa để con thầm cô đơn. Mẹ nào hiểu cho con khi mẹ đi khỏi nhà, giường đành con mẹ ơi, giường đành con mẹ ơi. Dạ sư mời các vị vào bên trong chánh điện sư tiếp ạ. Mẹ nào hiểu cho con khi mẹ đi khỏi nhà, giường đành con mẹ ơi, giường đành con mẹ ơi. Lòng nào nữa thương con khi mẹ bên trong mới, lòng mẹ cũng xót xa, cũng ưu phiền như con. Biển trời rộng bao nhiêu, con thương mẹ bấy nhiêu, mà đành lòng ra đi, con đau khổ thật nhiều. Từng đêm trên phố vắng, lê gót chân lạc lối, là tìm kiếm măng đêm. Chén cơm xin từng nhà,
bước chân đi từng người là đứa bé mồ côi. Biển trời rộng mênh mông mà không bến không bờ, lạc lối con bơ vơ đi tìm chốn nương thân. Nơi công viên là nhà, biết ai là người thương. Mọi người ngắm nhìn con là đứa trẻ bụi đời. Trời mưa nắng nhìn con là đứa bé mồ côi. Mọi người ngắm nhìn con là đứa trẻ bụi đời. Trời mưa nắng nhìn con là đứa bé mồ côi. Lâu lắm rồi con không về thăm mẹ, mà mẹ như cây lá giữa trời giông. Mẹ ngồi nghe mưa gió đổ sau vườn, lưng mẹ còng còn nặng nỗi nhớ thương. Bao tháng ngày con xa hình bóng mẹ, bờ dầu thưa mẹ có đứng chờ trong. Lòng mẹ đau mà vẫn cứ tươi cười, nhìn đàn con đi mãi mãi không về. Mẹ ơi con sẽ về, quỳ dưới chân mẹ hôn lại mảnh đất quê hương, uống lại dòng sữa ngọt ngào để nghe mẹ hát câu dí dầu. Cầu giang đông đinh cầu tre lắc lẻo, gặp ghềnh mà khó đi, gặp ghềnh mà khó đi. Lâu lắm rồi con mới về thăm mẹ, để được nghe mẹ hát khúc à ơi, để dành lại hơi ấm của mẹ hiền. Mẹ hiền ơi, con hứa sẽ quay về. Mẹ hiền tấm cám thì 3 tiếng hồn mới hết cái nhưng mà giờ sáng tác câu thuộc cái câu giọng cổ của nó. Bữa đó ông Thái Tử đi hình như đầu tiên nó thành con bình hoạch, nó kêu te teo bình hoạch, giặt áo chồng tao giặt cho sạch, phơi thì phơi bằng xào, đừng phơi hàng rào rách ráo chồng tao. Ngày kia tao với mày mi mèo, bây giờ nước ngoài nó qua lịch sử cô nét cô neo. Cái ngày xưa Đặng Quỳnh đó tiểu chung tôi để những cái lời lẽ đó, đặng con cháu nó sáng sủa đó, nó sáng tác nhiều. Bà có hát, sáng tác bài nhạc nào được không bà? Dạ. Bà có sáng tác bài hát nào? Dạ có. Bà tặng con bài ha. Con sáng tác nhạc nhưng dạ, mà không có nhớ nhiều. Dạ. Nhớ khúc khúc được. À. Dạ, dạ. Cái gì quên đâu. Cô đây vào đây được mới vào hay là? Mới mấy năm rồi. Dạ. Cô mà mình nhà trước cô ở đâu? Trước cô là y tá trong bệnh viện Một Quá Long An. Dạ. Hình ở đâu đây nè, ở quận 3. Dạ. Quên nữa, không phải. Ở xóm Củi. Dạ. Gần cái cô Hiền bên đây nè. Dạ. Đó, cô Hiền bên đây ở cùng xóm với con dâu tôi. Nhưng mà xóm tôi gả con tôi về đó thì xóm trời. Dạ. Rồi bản nhạc sáng tác Củi lấy tiên nghe. Dạ. Rồi sáng tác một câu giọng cổ của con Tấm Cám. Dạ. Tấm Cám ba đời. Dạ. Đó. Nó chết ba đời mà nó còn sống. Dạ. Tới chừng cái gì điện thoại ạ? Tới chừng cái gì? Tới giờ bà đi đâu á bà? Tấm Cám. Hai cái điện thoại ạ? Nhiều cái. Tới khi chó ha. Đúng rồi. Ông còn nói vậy nè. Ông chở nó về rồi ông nói ấy muốn đi ấy phi.
Tôi đã say lắm rồi với thuyền nguyên à, này. Hai cái luôn á, hai cái kim chở bà xã về mà thôi để người ta ấy chút đi. Thế rồi với thuyền nguyên mẹ tối ngày sáng đêm cũng ngủ được, bệnh riết cùng mẹ quỷ. Chứ không thôi cũng không có vấn đề đâu, ngày đi lấy cơm 7-8 lần cho tôi lấy lần hồi dọn ngó. Tại cái số của tôi có tâm thành tôi ngu đần, người ta khôn ngoan có nhiều danh lợi. Nhưng mà tại lời nói tôi nói nhiều nghĩa chú. Ta văn manh hốt quá nó không có danh lợi. Rồi cái rồi con tắm nó, con cảm nó mới nói lúc trước em đi em gặp ông Tạo, nó nói sao em đẹp quá vậy. Lúc trước em đi em gặp ông Tiên, ông bảo em nấu một chảo nước sôi cho thiệt sôi. Nhảy vào tắm thì đẹp như hàng nhà tiên nữ. Cái chưa về tới cửa, tỳ nữ nấu cho bà một chảo nước sôi cho thiệt sôi. Bấm bà nấu rồi, chúng bay đi ra hết, đứa nào lãng giảng thì bà đập chết chứ nha. Nam mô Di Đà Phật, giúp cho tôi trắng đẹp như hàng nhà tiên nữ. Chà nước sôi quá, thôi thì kệ nhảy vào tắm, miệng trắng đẹp thì hoàng tử yêu ta liền. À, lúc trước ta làm lên tội gì kiếp này ta phải đền tội. Nhảy vô chậu nước sôi chết, em người ta đâu có giết, tại mình chảnh chẹ quá mình bà chết. Cái đem về làm mắm cho bà già ăn, bà thấy cái đầu bà chết luôn. Nào. Thành ra ba nó không biết mà hai mẹ con chết luôn. Cái tuồng tẩm cám á, 3 tiếng mà hết chưa. Cái tuồng tẩm cám á, hạt sen không bạc. Mà tôi lên tôi kết cuộc có gần cái khúc đuôi thôi. Khúc đầu cũng còn nhớ, nhưng mà trước nhớ làm sao quên hết rồi. Cái mà ông nằm sắp lại, thành mình mất nước chứ có gì đâu. Bây giờ tới cái dũng tẩm cám nè. Thôi cái câu đồ họ đi, nó chết 3 tiếng. Một cái thành cá bóng mú, rồi nó ăn cá bóng mú nó liễn xương lên trên cái bờ đó mọc cây thị, thành có bà già đó phải đi qua thì nó đu lên cái mới đi trở về, mới đi qua khỏi nó hạ xuống, mới đi hoài không được, bà mới mở cái túi ra mà nói cái bỉ quá. Thị rất bị bà già, bà về bà ngửi với bà không có ăn. Đó, cái bà về bà bỏ ông thạp gạo, bà đi xin ở nhà nó ra, nó nấu nướng, nó quen nhà, quen cửa. Cái bữa đó cái bà rình, bà đi ngày trước, rồi bà quay về ngày sau, bà xé cái vỏ thị, cái nó thành tiên nga, nó sống. Cái vô một câu giọng cổ vậy nè, ông đi săn, về ông vô nhà bà mời ông ăn trầu. Với uống nước thì ông thấy miếng đầu là ông biết vợ của ông rồi. Vợ của ông rồi, cái ông mới nói ai tên miếng đầu này ra. Cái bà cũng giật le, bà nói mụ tên nữa ra. Cái ông mới nói bà tên thử miếng nữa tôi coi. Cái nó quá con ruồi nó đậu nơi tay bà, cái ông đuổi con ruồi ra đi, bà tên không có giống. Rồi ông mới đen vậy nè, mới có câu giọng cổ. Người ấy hẹn đâu bà hẹn chị ra không rồi tôi đem bà về trị tội. Mới khoát cái màn nó nói quan quan thái tử ơi hãy chờ em đây tỏ thân, cầu tình xưa cách xa nhau vì ai, quá kiếp lần thứ ba kiếp trước vì ghét ghen tấm đành tấm nở giết em chàng ơi. Trời ơi, thanh niên khóc theo thanh niên, phụ nữ khóc theo phụ nữ, già khóc theo già, trẻ khóc theo trẻ, tiền liền lên sân khấu quá trời đầy nhóc luôn. Rồi nhớ có nhiêu đó thôi. Cảm ơn chú. Già vô đây thăm mấy bà lão lấy cái lọc sau này, cảm ơn cô chú. Con chúc bà nhiều sức khỏe ha. Cảm ơn. Chứ 86 tuổi rồi có làm gì mà ăn hiếp quá, để kêu nói thật.